cây nó ở cái chỗ này, khoảng cái chỗ dung như này này. Thế nhiên là nó phát triển nhanh hơn. Ừ, cầm chụp. Nhìn xem cái lá nó to hơn bình thường cái thế này không? Ừ, có. Đấy, như cái này để phải nghiên cứu. Lại tác nghiệp cái, chứ không phải đèn đâu ấy. Kệ cho nó cái sáng tự nhiên nó khi nó dễ hơn. Đấy, có đâu đấy có khoảng 3 ngày mưa thôi nhỉ? 3 ngày mưa. Hôm mà mình đi khỏi Hà Nội thì nó vẫn còn là chưa có mưa. Về đã gần như tạnh mưa rồi. Các bác ạ, tôi xin phép đi một lượt rồi tí nữa đi chi tiết sau nhé. Đấy, xanh tốt quá. Xanh tốt quá. Thế là cây nó ở cái chỗ này, khoảng cái chỗ dung như này này. Thế nhiên là nó phát triển nhanh hơn. Ừ, cầm chụp. Nhìn xem cái lá nó to hơn bình thường cái thế này không? Ừ, có. Đấy, như cái này để phải nghiên cứu. Không, cái tay này thì nó hòm hòm rồi. Tay này nó hòm hòm rồi thì sẽ nhanh thôi. Cái tay này là gần như là nó xong rồi. Chắc là lứa là giống này. Đấy, còn chủ yếu là phải nuôi bên này này. Đấy, thì kệ nó thôi. Ở đây thì đẹp. Chỗ này thì không màu rồi, chỗ này là cái mấu rồi. Đấy này. Sau còn phải chuyển sửa cái chỗ này. Lấy một cái ở đây ra này. Có thể sẽ phải bỏ cả cái khẩu này đi này. Kệ nó. Sau này nó ra mình lại có cái hướng mình phải lựa theo mầm. Từ từ đã quay. Quay biết đâu bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? À cái này một lượt lên mới nhỉ? À, một lượt luôn đấy. Mấy hôm vừa rồi mới vặt mới nhặt. Anh sâu thì sâu rồi này, bị làm sâu rồi. Sâu này là sâu cuốn rồi. Sâu bướm rồi. Sâu bướm đẻ ở đây. Cái này á. Cái này thì phải vặt anh ạ. Hoặc là thuốc sâu ấy, nhưng mà cái này phải vặt. Đây này, cái sâu này là bướm nó mưa nó đẻ vào này. Nó cuốn lá này. Nó cắn dụng hết cả lá non luôn. Đây này, nó ăn lá non mà. Sâu bướm này nó ăn kinh lắm. Lá nó non thế này nó vã. Đây này. Nó đẻ vào đây. Chụp đấy là hai vợ chồng nó đẻ vào đây. Nó cũng làm xây dựng đấy. Hay bất động sản đấy. Đấy. Chuyên ăn lá non này. Ủa, cái này cũng bị ăn này. Cái là phun cái gì nhỉ? Đây, bị ăn này. À, phun được không? Không cần mưa ăn nhỉ? À, dạ, mai. Kháng được ấy. Mất, cứ... Mất nhiều phun được. Được ấy, được. Phun thuốc ấy được. Này, ăn hết lá non nó có cứt nó ỉa đây này. Rồi. Cái sau mưa nó hay bị con à, lần này của anh bị nhiều bọ trí ngoài quần thế này. Bọ trí á? Trước là bây giờ càng ngày càng nhiều cả. Có nhiệt độ khác. Trước là phải cắt từng lá một. Nhưng mà bên kia trong đấy nó nhanh cắt. Nhưng mà lâu chưa phun thì nó. Lâu chưa phun. Lâu rồi chưa phun. Bên này em bị không? Có, vẫn bị nhưng kìa mẹ. Sắp hết đến nơi rồi. Bây giờ nó không bị, nó không hại như ngày xưa nữa. Nó không bị hại như mùa rét nữa. Đó, cây này cũng nhanh tốt. Nhanh tốt thật. Cái này tay này sắp nhanh tốt thật. Mà to nhanh, nhanh to, không những nhanh tốt mà nhanh to. Nhanh to bằng ngón tay đấy. Nó sẽ nhanh cắt lắm. Con nào trong đấy nó rơi dài nhất nó chỉ được khoảng 1 mét thôi. Này cắt phát là ok luôn. Được 1 mét. Được hơn khỏi bàn luôn. Ngoài Bắc được 1 mét cũng khó ấy. Được, con đấy lại nhanh. 1 mét chỉ có thốc nhà mình. Đây, còn ông này thì nhưng mà khả năng này anh nuôi đâu. Dạ. Nó tốt hay sao nhỉ? Nếu mà thế này mà để vài hôm là nó dài tay ra cắt được xấu. Không phải, mùa mưa nó thế nó vươn anh. Ừ. Mùa này nó thế. Nó dài ngoẵng luôn đấy. Kệ nó. Sau nó già tự nó rụt lại. Mà mình có lấy những cái dài đâu mà lo. Kệ. Cây của nhà mình thì cây 13 thì vươn mà. So với nhiều thằng cây khác mình vẫn là hơn nhiều. Vươn. Nó vươn đấy. Mấy hai cây đấy bỏng bốc về lắm. Đấy, như lan hay sao, nghe thấy lan hay sao? À, nó vẫn còn hoa nhỉ? Cái cao nhất nó phải 20. Cái này nó gọi là hoa gì ấy? Đây này, nó gọi là dòng gì ấy? Hồng, nhưng mà không biết là hồng gì. Nhưng cũng là hàng xịn, hàng ngoái đây không? Hoa đây đâu? Đây này, hoa này. Hồng
mấy hôm nữa sang xem nhé. Cái này thì em hù tịt. Cái này phải tầm 20 ngày nữa. Đây, nhìn thế này, nhiều hoa chưa này. Có mặt hoa cái là đây luôn. Cứ xem cây cái đã, lan thì vẫn amateur đó. Đấy. Nên nó khác từ ngày một. Vâng. Một hai hôm trước nhìn thấy, bằng nhìn thấy ở trong bây giờ là kín luôn. Bây giờ mới thực sự thoát khỏi mùa đông đấy. Mặc dù vẫn còn lạnh nhưng mà mưa. Đấy. Đấy, cây đấy. Dạo này anh em chúng lan vào cây khiếp thật. Ở Thái Bình đang sới to lắm. Thái Bình đang mở sới to lắm. Thạch Thất cũng đang triển lãm đấy. Sân vận động. Vâng. Ở gần đấy. Đang bày cây chắc là mai mới khai mạc hay sao? Bay. Cuối năm khối đồ mang chơi được. Cái này mình đi chơi nội bộ sướng hơn. Như vậy triển lãm thì khoái lắm. Cứ tổ chức mà như cái đội câu lạc bộ này luân phiên này tổ chức cái hiệu quả lắm. Nếu mà muốn giao lưu hiệu quả lắm. Nổ to luôn. Kiếp luôn. Đến đấy gọi là thật chất giao lưu ấy. Chứ đi triển lãm nhiều khi là chỉ đi chơi. Quả múc khiếp quá. Tuần này, hơn tuần này mới sang đây. Từ hôm trước sang đây em phải nửa tháng rồi, 2 tuần rồi. Thế yeah. Hôm sang đây là hôm cắt cái này nhỉ? Sớm để tuần sau là đi đón một trẻ con không? À đúng rồi, à, nửa tháng rồi nhỉ. Cái này em cảm giác nó to hơn bao nhiêu rồi. Từ hôm cắt sang đây là được nửa tháng rồi. Ngọn đây này anh em nhé, ngọn đây này nhé. Sau lấy cái này bắn sang này đấy, cái này rẽ sang sau là ok. Nếu mà anh em bây giờ là thường là lấy cái dây nắn luôn lên thôi. Bây giờ nắn là ăn ngay. Nắn luôn không? Nắn là bị ăn vào ngay. Nếu mà quên cái là bị ăn vào ngay. Kệ. Sau mình nó ấy, mình viết này, lấy cái dây xong mình lái. Chả cần. Sau cái này nó mềm thoải mái. Kệ. Bây giờ lấy cái ấy ra buộc cái này chứ không mình không ấy. Nhưng mà có quấn để tạo cái độ quấn, nếu mà quấn thì quấn giãn nó dài thôi. Nhưng mà nhiều khi quấn nó hay bị thít vào đây này. Mà cái cành này nó non nó hay đúng, bị cái dính cây kia của anh uốn cái ngọn này. Bây giờ nó có cái độ hơi còn cứ để nguyên này sau em lái vào nó ok mà nó không bị cứng mà lo. Cái ta mà vặn một tí trong cái kia thì phải vặn giãn ra, phải giãn dây dài ra. Đấy. Đẹp nhé. Một tỏi. Nói vui thế chứ giá giờ rổ nó vô cùng nhỉ. Gặp người kết thì biết thế nào được. Quan trọng là ai đang sở hữu, người ta muốn bán bao nhiêu thôi. Đấy. Tay voi luôn đấy. Tay voi. Si tay voi. Đấy, yeah. Lại sắp được làm một lượt. Cứ hoàn thiện như cái này thì có mà cắt liên tục. Và cứ hoàn thiện cây mà cứ hoàn thiện như này có mà cắt liên tục. Đẹp. Bởi vì nó mà đã ổn định bông tán rồi thì cứ lên dài là cắt thôi. Bây giờ có sợ bây giờ thì chứ anh ấy nó nhiều phân ở trong hay sao? Sợ nó vươn. Không, đấy bao giờ mùa này kể cả chả có phân nó vươn. Mưa mà. Mưa. Cái này ung thùm quá. Ung thùm. Phải làm anh cắt sợ nó. Cứ cho nó thoát khỏi cái ấy này đấy. Vươn cho cái này vươn thoải mái đi. À, sau em cái lá này nó đanh nợ thì cho cái này vươn thoải mái để em sao em lấy những cái dăm mới ở đây này. Có thể những cái dăm cũ có thể bỏ đi. Lấy cái dăm mới nó khỏe. Vâng. À con này bây giờ dính rồi. Ok. Vâng. Từ hôm hết trọt đến giờ dính rồi. Kiểu như uống rocket 1 giờ. Xong mới dũng cảm rũ ra bây giờ cũng được phết đấy nhỉ. Cái châu đấy có cổ phần hết rồi. Thấy chưa? Đấy cái cành này nó khác hẳn luôn này. Mọc nó khác luôn nhỉ. Chứ cứ còi cọc yếu ớt cứ
cứ dậm chân tại chỗ, bây giờ đã khác. Đấy. Chú ơi, con này có bán không anh? Con ấy được mấy? Hả? Được mấy là bán. Dạ. Được mấy là bán. Hỏi anh đầu tiên anh có bán không dạ? Xong rồi hỏi bao tiền. Con này đẹp nhỉ? Đấy, đợt trước bị trột ra. Như là một cái... Nhưng mà... Thì... Này. Dạ. Thế nhà anh chúc còn khỏe hơn nhà em. À, khỏe hơn nhiều, với anh ấy thay đất được mà anh. Chăm bón. Nhưng bên em thì nhiều cây nó còn nguyên như thế từ bao lâu rồi. Rồi. Anh đi này. Dạ. Đây này. Đúng không? Đấy. Cắt nhiều nó lại càng ấy đúng không? Càng khó. Lá chết không được kim bùi. Kim bùi á? Giờ có phải của... Giờ có phải của ấy đâu. Giờ bên Đan Phượng rồi. Bùi Long Vinh. 350 triệu mà chú cơ. Bùi Long Vinh, Bùi Long Vinh. Nó giống hẳn là cây cây núi đấy gì? Đúng đúng đúng. 350 triệu. Này, bà ba đây. con kia được cái thân với cái da nó nhuyễn. Kia cái thân cái da nó nhuyễn nó đầy. Con này nó sẽ có nét lạ hơn. Em nói nha, quê nhiều con da nó tê lắm, à. Anh đừng có đùa với nó. Nhưng mà cái bọn này chỉ chơi dâm. Nó có tí lá mà trông trắng. Đấy con hôm trước nó đây này. Đây nó đây. Ừ. Trông nó có lá thân trắng không? Thì cái làm cái kiểu này buộc phải thế. Làm cái này nó buộc thế, cây này của anh đoạn nó chỉ hình tháp đi gì làm sao hình tháp như này mà. Anh nhìn ảnh nó bao giờ chụp nó chỉ được. Con này nhìn bên Bắc Ninh rồi. Chuyển làm Bắc Ninh sang. Hôm ấy sang định múc còn gì nữa. Không cho hỏi nhưng bảo là lưu. Sau hôm ấy là bán đấy, sau rồi đi là bán. Thua hết con này. Thằng con hỏng rồi. Bệnh gan này. Alo. Nhiều bia rượu. Alo. Tầm hè nó lắn được nó vào khuôn thì bọn này là em đến chỗ công ty đi ra cháo ấy, nhà anh có hai cây bưởi ấy bên cạnh luôn. Đấy, anh em ạ. Đây này thì anh em mà theo dõi thì chắc biết hết cả rồi nhưng mà hôm nay kệ nó. Đây này, cũng bốc như này là ok. Đi ra cháo ấy em. Cái này nó bằng nhìn ì nhưng mà nó bằng ngón tay rồi đấy anh ạ. Nhanh đấy, bên kia của em nó mới bằng cái này thì sao? Cái này. Nhìn nó có vẻ như chậm nhưng nó bằng ngón tay rồi đấy. Trồng ăn làm sao được chăm sóc theo kiểu công nghệ của em đã chăm tí nào toàn tiền nó chăm. Em thì lại lười. Em lại lười chăm. Em toàn tiền nó chăm. Sáng dậy đái, tối đái. Đấy cứ thay được một loạt đất này thì khỏe lắm. Con này nó luôn dễ tìm. Toàn đất đấy với chậu rộng nó thế đấy. Mà hình như là một đợt này lún. Đúng không? Em thì lún, trước là nó cũng đầy đầy, nhưng bây giờ đúng, kiểu gì nó phải lún. Đây là lún, nó chảy ra đúng rồi. Quê vua xuống dưới tầng ấy, có cái thằng nó đến nó xin đồ của cậu ấy. Mà mình xuống mình lấy cho cậu ấy. Đấy. 400 mấy ấy, có tiền đấy, không có thì phải cậu chuyển ấy. Đấy, cây này phải về ngang mặt mới nhìn thấy. Con này thì lâu, này lâu. Kệ nó, cái này là ok rồi này, cần gì nuôi thêm rồi. Cái này đầy là ok này. Cái con này phải kê ngang mặt cơ. Con này để mình cứ nhìn trên xuống rồi đấy. Cái này hôm nay chồng phải nổ giống con kia kìa. Cái chồng em ơi. Bầu bầu lên là sau đẹp. Cho cái bầu dục cũng chỉ đến đây là đẹp. Ờ, cực quấn đấy. Con kia là đẹp. Ờ, đây là tách tách tí. Alo. Con đấy phải làm. Đúng ơi. Ờ. Con đấy phải làm. Đi. Xử lý được cái tay bên này mới thành công được với cái ngọn. Tay bên này mới. Nó dày dặn sớm nhỉ. Đấy. Xử lý được cái tay bên này này. Tay bên này, cái chỗ này. Tay bên đấy nó hòm hòm như thế này nữa thì... Chị thì em lại múc lâu rồi. Nhưng mà con chả ảnh hưởng gì con này. À đấy, ý là mình nuôi được thì kiểu gì đẹp hết. Con này mà lúc nào muốn thanh lý thì bảo em nhé. Nếu mà thấy chán. 3 giờ 3 lít thì đưa đây. À, đà... lửa con gì đấy. Đang khát xi.
Xoay quanh này nó gọi là si tím. À, nó gọi là si tím. Con này có thể cắt được một phát mới biết được. Riêng em nói lên cây mà đến hàng lít lại rất được nhiều cái chỗ. Ôi thật. Cái đùa được. Ông bác ấy nói đùa thôi. Xưa thôi, còn bây giờ. Đấy, búp đỏ. Giờ đang trúng. Anh cũng đi thôi. Đấy. Thôi. Quay thế thôi anh em nhé. Nhiều cây hay. Anh em mà có dịp lại đến chơi giao lưu nhé. Cây này rất rất mừng vì cây này nó khỏe lên rồi. Đợt trước sang cây này lo ngay ngáy á. Khỏe rồi. Khỏe rồi. Phải anh chặt mẹ cái giữa này. Ok, rồi. Cảm ơn các bác nhé.